Những tác dụng tuyệt vời của rau má. Rau má là loại rau rất là tốt cho sức khỏe, thường được sử dụng như là một loại rau sạch với nhiều cách chế biến, như là chúng ta có thể ăn sống, luộc hoặc là xào, nấu canh rau hoặc là nước ép rau cũng rất là tốt. Trong y học cổ truyền thì rau má là một loại thảo dược có nhiều tác dụng hữu ích, thường được sử dụng làm thuốc để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc là ký sinh trùng, như là một số bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh zona, phong, tả, lỵ, giang mai hoặc là cảm cúm thông thường, bệnh lao, bệnh sáng máng. Ngoài ra rau má còn giúp điều trị tình trạng mệt mỏi, lo lắng trầm cảm, rối loạn tâm thần, bệnh Alzheimer và giúp cải thiện trí nhớ. Hơn nữa rau má còn được dùng để chữa lành vùng da bị thương, chấn thương và các vấn đề lưu thông máu như là cục máu đông ở chân và giãn tĩnh mạch. Trong dân gian thì còn sử dụng rau má để mà điều trị say nắng, viêm amidan, viêm màng phổi, viêm gan, vàng da, lupus ban đỏ, đau dạ dày, tiêu chảy, khó tiêu, viêm đét dạ dày hoặc là tình trạng động kinh, hen suyễn, bệnh tiểu đường. Trong y học của Ấn Độ thì rau má được coi là thuốc bổ, giúp tăng cường dinh dưỡng và là một loại thuốc lợi tiểu. Và theo y học hiện đại, một số nghiên cứu cho thấy là loại cây này có thể giúp chữa loét đường tiêu hóa, làm liền sẹo bên trong và bên ngoài. Rau má đôi khi chúng ta cũng được thoa lên da để làm lành da và giảm sẹo, bao gồm cả những cái vết rạn da do mang thai. Như vậy thì chúng ta ăn rau má như thế nào là tốt và liều lượng bao nhiêu là đủ? Để cho cái việc ăn rau má mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe thì chúng ta cần chú ý một số điều như sau. Mỗi ngày chúng ta chỉ nên uống một cốc nước rau má tương đương khoảng 40g. Đối với những người có vấn đề về tuần hoàn máu ở chân như là suy giãn tĩnh mạch thì chúng ta có thể uống từ 60 đến 180mg chiết xuất rau má mỗi ngày, và không nên sử dụng rau má quá 6 tuần liên tiếp nếu không có sự theo dõi của bác sĩ. Và chúng ta không nên dùng rau má đối với những người có tiền sử mắc bệnh gan hoặc là đã từng mắc các bệnh tổn thương da và bệnh lý ung thư thì chúng ta cũng không nên dùng. Liều lượng sử dụng có thể khác nhau từng vào thuộc đối tượng khác nhau, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và một số các vấn đề khác. Và đặc biệt thì nếu chúng ta có đang sử dụng thuốc thì phải cần có sự tư vấn của bác sĩ dược sĩ trước khi chúng ta sử dụng. Như vậy đó là những cái lợi ích của rau má mang lại cũng như về cái cách sử dụng sao cho an toàn hiệu quả. Hãy lưu lại video này để áp dụng khi cần và đừng quên đăng ký theo dõi kênh của Dược Sĩ Đạt để cập nhật thêm những kiến thức hữu ích cho sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.